Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng lịch sử oanh liệt. Chiến thắng trong cuộc quyết đấu lịch sử Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972 là đòn giáng tạo sức mạnh cho phương châm của Đảng đề ra trong quá trình chiến đấu chống Mỹ cứu nước, vừa đánh vừa đàm, dẫn đến việc kết thúc 21 năm chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không khẳng định đường lối đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của Đảng kết hợp với sức mạnh chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Những vũ khí trang bị hiện đại đâu phải là tất cả, người Mỹ đã thua trận bởi họ không hiểu được điều đó. Nhất là khi đối thủ của họ lại là quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã chiến thắng không chỉ bằng lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm mà còn có những thiên tài và trí tuệ của dân tộc. Phi công Mỹ ở Việt Nam, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2013. Cuộc quyết đấu lịch sử, trận bão lửa Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972, bắt đầu từ đêm 18 tháng 12 năm 1972, kết thúc lúc 24 giờ ngày 29 tháng 12 năm 1972. Máy bay chiến lược B-52 được Mỹ tuyên bố là át chủ bài của không quân Mỹ. Chúng tin rằng B-52 bất khả xâm phạm, chỉ có thời tiết hoặc trục trặc kỹ thuật quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa lực phòng không của Bắc Việt. Trong chiến dịch ném bom vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ đã sử dụng gần một nửa số máy bay ném bom chiến lược B-52 của toàn nước Mỹ, 193 trên 400 chiếc, hơn 1/3 số máy bay chiến thuật của quân đội Mỹ, 1.077 trên 3.047 chiếc, bằng lực lượng không quân của cả hai nước Anh và Tây Đức hồi ấy. 1/4 số máy bay, 6 trên 24 chiếc và hàng trăm máy bay tiếp dầu trên không, máy bay gây nhiễu điện tử, trinh sát, các loại máy bay chỉ huy dẫn đường, cứu nạn và 5 tàu sân bay hiện đại ở Thái Lan, ngoài Thái Bình Dương, Philippines và Nhật Bản. Đảng đã lãnh đạo quân đội và nhân dân ta chủ động chuẩn bị kỹ vật chất kỹ thuật sẵn có và nước bạn chi viện, chuẩn bị về cả tinh thần chiến đấu để sẵn sàng quyết giành thắng lợi trận Điện Biên Phủ trên không. Đáng quan tâm là Mỹ dùng B-52 giải thảm ở một số nơi nhằm đe dọa trước khi mở cuộc tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng. Buổi tối mùa xuân năm 1968, tại ngôi nhà sàn trong phủ chủ tịch, Bác Hồ đã căn dặn đồng chí Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng những lời tiên tri. Sớm muộn, đế quốc Mỹ sẽ đưa B-52 vào ném bom Hà Nội rồi mới chịu thua. Chú nên nhớ, trước khi đến bản Môn Điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân hủy diệt Bình Nhưỡng. Còn ở Việt Nam, Mỹ nhất định sẽ thua, nhưng chúng chỉ chịu thua sau khi đã bại trên bầu trời Hà Nội. Bác khẳng định, dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa ta cũng đánh, mà đánh là nhất định thắng. Bác mời đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng phòng không, không quân, lên gặp và chỉ thị. Máy bay B-52 Mỹ đã ném bom miền Bắc, phải tìm cách đánh cho bằng được B-52. Nhiệm vụ của Bác giao cho các chú phòng không không quân. Thực hiện lời dạy của Bác, cuối tháng 2 năm 1968, bản kế hoạch mang tên Phương án đánh trả cuộc tập kích chiến lược đường không bằng B-52 của Mỹ bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng ra đời. Sau đó, từ tháng 11 năm 1972, các tài liệu cần thiết khác của quân chủng phòng không, không quân lần lượt được hoàn thành như cách chống nhiễu thông tin, quy trình bắt B-52 trong nhiễu và đặc biệt là tài liệu cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa gọi là cuốn cập nang đỏ. Thực hiện các phương án đó, trước khi diễn ra cuộc chiến đấu 12 ngày đêm, bộ đội tên lửa Việt Nam đã từng 4 lần bắn rơi pháo đài bay B-52 của Mỹ. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, bắn rơi B-52 ở Vĩnh Linh. Ngày 18 tháng 3 năm 1971, bắn rơi B-52 trong chiến dịch Đường Chín Nam Lào. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, bắn rơi B-52 ở Quảng Trị. Những ngày bão lửa trên bầu trời Hà Nội năm ấy, nhất là các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đều có mặt tại Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo toàn quân, toàn dân đánh giặc.
Trước tiên là sơ tán 30 vạn dân ra khỏi Hà Nội, nhường địa bàn cho quân đội, giảm thiệt hại tối đa cho nhân dân. Cuộc chiến đấu bắt đầu từ đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, chúng ta không hề bất ngờ. Từ 19 giờ, sau hàng loạt tên lửa SAM-2 phút lên bầu trời Hà Nội, bão lửa trở thành Thăng Long chiến địa. 23 giờ 13 phút, chiếc B-52 đầu tiên do trận địa Cổ Loa Đông Anh bắn rơi. Đêm 20 tháng 12, ta bắn rơi 15 máy bay, trong đó có 7 chiếc B-52 và 2 chiếc F-111. Cánh cụt cánh xòe đắt hơn B-52. Đêm 26 tháng 12 là đêm Mỹ thua đau nhất với 8 chiếc B-52 bị bắn rơi. Đêm 27 tháng 12, phi công Phạm Tuân lái MiG-21 bắn rơi một B-52 trên vùng trời tỉnh Hòa Bình. Chiếc B-52 đầu tiên bị không quân ta bắn rơi cùng lúc với 4 chiếc B-52 khác bị bắn rơi đêm 26 tháng 12. Đêm 28 tháng 12, trong số 30 chiếc B-52 xâm phạm vùng trời Hà Nội, có một chiếc máy bay do phi công Phạm Xuân Thiều điều khiển lao thẳng vào một chiếc khác bị bộ đội tên lửa bắn rơi. Trong 12 ngày đêm năm ấy, không lực Hoa Kỳ đã mất tới 81 chiếc máy bay hiện đại, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111, 21 chiếc F-4C và F-4E, thêm rất nhiều phi công Mỹ bị bắt làm tù binh. Trong cuộc chiến đấu này, Mỹ đã sử dụng 444 lượt B-52, chúng trút xuống Hà Nội 10.000 tấn bom gây thiệt hại về người và của, dập 5.480 ngôi nhà, sát hại 2.368 dân thường và làm 1.355 người khác bị thương. Tại nơi đây đã xây dựng đài tưởng niệm Khâm Thiên để ghi dấu tội ác chiến tranh. Chiến thắng B-52 lịch sử đã chứng minh sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam, bắt nguồn từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng ta, khẳng định sự lớn mạnh vượt bậc của lực lượng vũ trang ba thứ quân của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là quân và dân thủ đô Hà Nội anh hùng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, sau chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, biết bao tấm lòng của bạn bè khắp nơi trên thế giới đã hướng về Việt Nam với con mắt cảm phục. Melena, nhà thờ Hy Lạp đã ca ngợi Việt Nam bằng những vần thơ chân thực đầy hình ảnh. Ôi Việt Nam, đất nước của những căn nhà nhỏ, của những con người mà tầm vóc không cao, nhưng chiến công của họ thật hiển hách, lớn lao. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!